câu chuyện giao thông, nơi phân tích và bình luận những vấn đề giao thông nổi bật. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm qua có một đoạn video đã được mọi người chia sẻ rất là nhiều ở trên Facebook. Nhưng cái đoạn video đấy chỉ là khúc sau thôi, còn cái vế trước thì bị cắt bớt đi rồi. Thì nội dung của đoạn video đó là cảnh sát giao thông dừng khoảng 5 chiếc xe, nó hình như xe ben đó, chở đất. Thì nghĩa là cái xe ben đó nó vi phạm quá tải, nó cơi thùng lên khoảng cỡ 3-40 phân để chở thêm được đất để gọi là tăng thu nhập đó, nhưng mà nó lại quá tải. Thì cảnh sát giao thông dừng xe lại thì yêu cầu là cắt bớt đi, cắt cái thùng đi và xử phạt lỗi quá tải của 5 xe. Nhưng mà cái anh chủ của doanh nghiệp đó, anh đến đó, anh gọi là phản ứng rất là căng, có thể gọi luôn là chống đối đó, tại vì anh đòi đốt cả xe anh nữa. Anh nêu ra rất nhiều lý do và sau đó anh có một cái bài phát biểu dài khoảng hơn 5 phút, anh đứng anh nói một mình, anh để cho một mình anh nói đó. Thì cư dân mạng mình đó, không biết là vì cố ý hay là vô tình mà chỉ tung lên mạng cái đoạn sau cái lúc anh phát biểu thôi, không quay những cái xe ben nó vi phạm như thế nào. Thì lợi dụng cái đó thì cái bọn phản động á nó đưa lên trên mạng và nó kích động mọi người. Kích động sao? Kích động chính quyền hay là công an chèn ép doanh nghiệp, chèn ép dân, nhưng sự thật là không phải như vậy. Thì trước tiên mình muốn đi phân tích vào vấn đề chính của cái video này thì mời các bạn theo dõi video để xem cái bài phát biểu của anh đó như thế nào. Chứ không phải luật trẻ hay ra, không phải luật khét ăn như cái chế độ bố bốt. Nếu như vô tình làm tôi đốt xe nhà tôi, đấy là việc tôi sẵn sàng đi. Nếu vô tình làm tôi sẽ đốt xe nhà tôi ngay lập tức, để cho thủ tướng vào đây, để tiếp tục bao giờ thủ tướng vào mày phải chết, tôi sẵn sàng chết. Còn tôi chỉ kêu giờ này là cái chuyện có tham nhũng không, tôi khẳng định có, nhưng tôi không nhìn thấy, tôi bảo chứ. Tôi chỉ nói lên điện trời thế thôi, không phải mình nhận tôi cả đâu, rồi là rất nhiều lực lượng đã chạy đầy. Tại sao ngoài đường bây giờ đến 80% vẫn chạy đầy? Thế là như nào? Nếu một doanh nghiệp của tôi mà cắt thùng đi 30 phân thì tôi không có lái. Thế là hỏi là có tham nhũng cái việc này không? Tôi khẳng định là có, nhưng tôi không bắt gần được tay, tôi không dám nói. Đấy, tôi mong các ban ngành xem xét, chưa hết là tôi xin phép, xin lỗi. Và tất nhiên đương nhiên là xe nhà tôi có chạy đầy một chút, nhưng chẳng qua cái việc đó là tôi theo đuổi cái việc đó thôi, tôi cố để theo đuổi để tôi cố sống thôi. Nhưng thực sự thắt cổ một doanh nghiệp giờ này tôi xin chết, tôi đốt xe nhà tôi. Nếu như mà đèn rời xuống bác là gì, vừa nói bác là bác gì cũng có chứ không ạ. Nếu bác giúp tôi thì luật là hướng dẫn người dân, như chủ tịch Hồ Chí Minh nói là người chỉ vui khi nào toàn dân ấm, toàn dân lo, được học hành, chứ người không vui kiểu này. Cho nên tôi mong các ban ngành giúp đỡ tôi, làm như thế nào mang tính chất răn đe thôi, tôi xin chấp nhận. Còn nếu để tôi chết thì tôi xin chết để cho thủ tướng vào cuộc. Các anh em cứ quay cái clip đó để đẩy lên cho tôi. Nếu như thực sự mà giờ này cục phó xuống mà cũng không có ý giải quyết, mà đè ngửa ra, mang cả công an ra, cả cảnh sát ra để đè chết một doanh nghiệp, tôi xin chết. Tôi nói trước khi tôi làm, tôi xin chết. Luật là gì? Luật là hướng dẫn vận động người dân, chứ không luật không phải cái kiểu này. Không phải mình nhà tôi, các ông cũng đứng đây cũng nhìn thấy tất cả các con xe này, hỏi tất cả bà con xem có đúng không, tất cả đều đang chạy đầy. Như tôi không khác gì. Tại sao lại khi đi bắt xe các ông đều có danh sách trong đầu hết rồi? Ông định bắt ai và ông khử thằng nào là các ông đều có danh sách trong đầu hết rồi. Thế thì tôi mong, tức là bác cục phó trả lời cho tôi câu hỏi, bao giờ làm trong sạch được thành phố Hà Nội này, ngày nào để các con xe hết quá tải, để các doanh nghiệp không còn tiếp xúc, các doanh nghiệp còn thở được. Giờ này một doanh nghiệp của tôi chết rồi, như thế này là tôi chết rồi. Giờ cuối cùng tôi vẫn mong, đèn trời đã xuống rồi, tôi vẫn mong là giúp đỡ tôi làm thế nào cho tôi vừa phải, vận động hướng dẫn 5 con xe của tôi phạt 1-2 cái, cảnh cáo như thế nào đấy, là vì tôi vẫn còn trong lòng, tôi vẫn còn bức xúc. Còn như các bác nói là không, từ sáng giờ hoặc từ hôm qua giờ các bác thanh tra hoặc kể cả các bác công an cũng nói là bắt ai là người đấy phải chịu. Luật không phải như thế. Mà mắt tôi vẫn còn nhìn thấy, tôi chưa mù, mà tôi nhìn thấy người ta vẫn chạy đầy, mà vẫn thoát được qua con kim. Không thể nào một con voi chui qua lỗ kim được.
vẫn nhìn thấy, mắt tôi vẫn còn nhìn thấy, không bắt nhưng bắt xe nhà tôi. Tôi kêu thì lại bảo tao thích bắt ai thì bắt. Đấy, luật đảng không phải dạy các bác. Nên mong đảng hết sức giúp đỡ và nhìn ra thấu đáo cái sự thật và cái công bằng của xã hội để các bác giải quyết làm sao được làm dân. Phối hợp nhưng mà tôi vẫn xin là doanh nghiệp của tôi chết hẳn thôi. Tôi xin làm sao mà luật là răn đe, luật là giúp đỡ, luật là vận động như thế nào đấy cho tôi xin một phần nào, chứ đừng để chạy khoe ra. Mà tôi nói để chạy khoe ra ngày mai là tôi sẽ đốt xe, khẳng định tôi đốt cái ô tô thì quá nhanh cháy, tôi chỉ tháo dầu là cái là tôi đốt ngay. Cho đến tai thủ tướng nhá, tôi mong thủ tướng vào cuộc đi. Đây tất cả các clip đã đang quay rồi mà tôi đã nói với bác Sơn là phó huyện và bác là cục phó, tôi là gặp hai đèn rời rồi. Tôi xin như thế nào đấy để cho tôi có lối thở, doanh nghiệp chúng tôi còn tiếp tục làm ăn để phát triển đất nước, chứ diệt một mình doanh nghiệp tôi là tôi chết. Mong các bác tính toán cân đối thế nào cho vừa phải, chứ đèn rời các bác phải nghe cho thấu hiểu người dân, chứ không phải nghe bên dưới báo cáo lên nói sai gian nói dối xong là các bác tưởng là chúng tôi là người chống đối, các bác tưởng chúng tôi là thật ra chúng tôi là người quá thuần túy. Tôi nói thật, mong thủ tướng nhìn mặt tôi là người quá thuần túy, chúng tôi là người chỉ làm ăn, chỉ mong làm sao phát triển đất nước và dành miếng cơm manh áo để tồn tại cuộc sống. Cứ quay clip lên để ok, và các bạn đã xem hết video rồi đúng không ạ? Thì bây giờ mình muốn nói một vài cái ý mà anh đó anh phát biểu ở trong video. Cái vấn đề thứ nhất anh nói là chỉ nên răn đe anh thôi, gọi là giáo dục thôi chứ đừng có xử phạt anh. Xe thì ví dụ 5 chiếc thì phạt khoảng 1 chiếc hay 2 chiếc thôi, đó là cái thứ nhất anh nói. Cái thứ hai anh muốn nói là tại sao những cái xe khác là không bắt, là bắt mình doanh nghiệp của anh, muốn đè chết doanh nghiệp của anh. Rồi anh nói là anh lấy cả bác Hồ ra anh nói nữa, anh nói là bác Hồ là mong cho dân ấm no chứ còn như thế này thì bác Hồ không vui đâu. Đó là những ý chính của anh nói. Nhưng mình xin nói với anh hay là nói mọi người như thế này, cái vấn đề mình làm bất kể cái việc gì ở trên đất nước Việt Nam mình, nếu đúng pháp luật thì không ai cấm hết và không ai có quyền xử phạt hay đụng chạm gì vào mình hết. Nhưng mình làm mình phải tuân thủ pháp luật và nếu sai thì buộc mình phải xử phạt, không có xin xỏ gì ở đây hết. Nếu ai cũng ra xin như anh, ai cũng ra đòi đốt xe như anh mà bên chính quyền người ta bỏ qua thì những trường hợp sau á thì làm sao người ta xử phạt được nữa, đúng không ạ? Thì cái xe tải, xe ben, các bạn biết rồi, các bạn đi ra đường mà bạn thấy những cái xe tải mà chở rất là cao hay là những cái xe ben chở đất đầy u lên chạy rất là ẩu và xe quá tải thì rất là nguy hiểm và dễ gây ra tai nạn chết người. Khi nếu giả dụ như cái trường hợp đó mà bên công an ấy, người ta bỏ qua cho cà phê cà pháo bỏ qua cho thì các anh nói là tham nhũng, bây giờ họ xử phạt nghiêm minh thì các anh bảo là chèn ép doanh nghiệp, như vậy là không đúng. Một vấn đề gì đó chúng ta nói theo một cái cách gọi là công bằng một xíu, không có bên ai hết, không bên công an cũng không nghiêng về người dân, nói chung là mình đứng về phía của là phía của pháp luật. Nếu anh sai thì anh phải chấp nhận bị xử phạt, không có chuyện sai 5 xe mà xử phạt 1-2 xe. Còn anh còn ra chống đối đòi đốt xe nữa, xe của anh à, xe của tôi thì tôi đốt, no, không phải như vậy. Còn ảnh cũng lấy lý do là dịch giết rồi vừa rồi này nọ, khó khăn ai cũng khó khăn hết, nhưng mà không phải vì khó khăn mà coi thường pháp luật, mà đứng trên pháp luật mà vi phạm pháp luật.
một số cái bài đăng ở trên mạng mình có xem thì rất nhiều người không hiểu vấn đề và chửi lực lượng công an, chửi lực lượng bên sở giao thông vận tải, chửi lực lượng công an, cảnh sát giao thông. Nhưng mà đó là những người không hiểu vấn đề, bạn chỉ coi được khúc sau thôi, nhưng mà các bạn không biết được cái nội dung vấn đề nó như thế nào và vì sao người ta phải kéo tới mấy chục người công an, họ chở luôn cả xe thùng tới đó. Nếu mà chống đối nữa là họ bắt về đó. Vì sao họ phải làm như vậy? Tại vì anh đứng ra anh chống đối quá mà sai đành đành rồi, quá tải đó là một hành vi gọi là rất là nghiêm trọng. Anh chống đối rồi đòi đốt xe, rồi kêu gọi người dân này nọ livestream hay là cái gì đó, livestream ok đúng, nhưng mà mình làm cái gì phải cho đúng sự thật, chứ không phải là sai rồi mà mình lại cố gắng gọi là kích động người khác. Và đặc biệt ở nước Việt Nam mình thời buổi bây giờ bọn phản động rất là nhiều, và tụi hắn thường lợi dụng những cái điều đó để đến kích động người dân. Hắn làm cho người dân có những cái tâm lý lay động, không tin vào chính quyền, không tin vào nhà nước. Nhưng mình nói thật với các bạn này, ở Việt Nam mình thì tất nhiên là có những cái vấn đề tiêu cực mà chúng ta cần phải lên án, và những cái vấn đề đó thì chúng ta phải khắc phục, phải lên án, phải lên tiếng đó, để tránh những cái trường hợp gọi là tình trạng tham nhũng. Nhưng các bạn phải hiểu rõ vấn đề đó là vấn đề nhỏ thôi. Vấn đề chính vẫn là nếu mấy cái thành phần chống cộng hay chống phá, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam mà sụp đổ, mà bị mất, thì đất nước Việt Nam cũng bị mất nước luôn. Mình khẳng định với các bạn là như vậy. Khẳng định luôn, mất nước luôn. Đây là không phải là mình nói chuyện theo kiểu binh vực, hay là mình nói theo kiểu ví dụ giống như là ếch ngồi để giếng để nói, nhưng mà mình cũng có đọc những cái tin tức thời sự thế giới. Các bạn thấy đó, nhiều nước đó cũng bị kích động, rồi chính quyền bị sụp đổ, rồi cuối cùng sao, bao nhiêu nước khác nhảy vào sâu xé, người dân khổ thôi chứ ai khổ đó. Cho nên khi các bạn theo dõi một cái thông tin, một cái vụ việc gì đó ở trên mạng, thì mình nên sử dụng cái đầu để mình theo dõi, và mình phải hiểu được tường tận cái sự việc vừa rồi. Mình đánh giá là bên công an, bên chính quyền làm chính xác 100%, không sai một cái gì hết đó. Và nếu mà anh đó mà anh còn gọi là chống đối nữa thì anh còn thể bị khởi tố nữa kia đó. Cho nên cái vụ việc này thì mình cũng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người. Tất nhiên kênh mình hắn cũng có nhiều cái video phản đối lực lượng cảnh sát giao thông, đó là do họ sai, cái vụ việc đó họ sai, mình nói sai thôi. Còn người ta đúng, mình phải nói đúng. Cho nên cảnh báo mọi người rằng theo dõi một vụ việc nào đấy thì chúng ta cũng nên nhìn theo hai mặt và hiểu rõ vấn đề, đừng a dua, đừng có gọi là anh hùng bàn phím theo những cái thằng phản động, người ta kích động để gọi là chống phá đất nước mình đó. Mình gọi là mình phải là một người tri thức, người trẻ, mình phải biết suy nghĩ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.